Xin chào bạn, tôi là Nguyễn Đình Thiết. Tôi đã có 4 năm làm việc trong lĩnh vực huấn luyện và đào tạo về phương pháp học tập siêu tốc. Nói về môn đọc sách thì hiện nay tôi đã đọc được với tốc độ hơn 1.000 từ mỗi phút mà hoàn toàn có thể hiểu được nội dung của cuốn sách. Không dừng lại ở đó, tôi còn tạo ra một quy trình đọc vô cùng hiệu quả và đã giúp cho những học viên khác của tôi có thể đọc với tốc độ 1.000 từ mỗi phút giống như tôi chỉ sau một ngày học tập. Trong khóa học đặc biệt này, tôi sẽ cung cấp cho bạn một quy trình đọc vô cùng đơn giản và dễ dàng áp dụng. Quy trình này đã được tôi hướng dẫn từng bước một rất chi tiết và cụ thể. Đặc biệt là được minh họa trực tiếp ngay trên sách để bạn có thể dễ dàng nhìn thấy và làm theo. Tôi cũng sẽ giúp cho bạn hiểu được não của chúng ta ghi nhớ và đào thải thông tin như thế nào sau khi đọc sách. Khi sở hữu những kỹ thuật đặc biệt trong khóa học này, bạn có khả năng đọc với tốc độ 1.000 từ mỗi phút mà hoàn toàn hiểu được nội dung của cuốn sách. Để khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có một góc nhìn mới hơn về việc đọc sách. Bạn sẽ được giải phóng hoàn toàn tâm lý và bạn sẽ cảm thấy đọc sách là một việc vô cùng dễ dàng và nhẹ nhàng. Bạn sẽ rất thoải mái trong việc đọc sách của mình. Quy trình này đã được chứng nhận kết quả bởi hàng trăm học viên của tôi và chắc chắn nó cũng sẽ có kết quả với bạn. Và bây giờ nó hiện diện ở đây là để dành cho bạn. Hãy đăng ký khóa học đọc sách siêu tốc ngay hôm nay để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tăng tốc độ đọc sách, tăng tốc độ phát triển bản thân. Hẹn gặp lại các bạn ở trong khóa học. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.